Nhãn này là một giống lúa mới trồng tại một địa phương Nga, năng suất lúa tuân theo quy luật phân phối chuẩn. Trong thời gian đầu gặt được 10 mẫu, thấy năng suất trung bình là 2,5 tấn trên mẫu, độ lệch chuẩn ớt bằng 1,08 tấn. Hãy ước lượng năng suất trung bình của giống lúa mới này với độ tin cậy 90%. Rồi thì cảm ơn em. Thì bây giờ đó cái ít là biến ngẫu nhiên chỉ sản lượng lúa trên một mẫu hay còn gọi là năng suất lúa đó kìa. Là tính là cái một cái sản lượng mà chia cho một đơn vị năng diện tích thì nó gọi là năng suất ha. Thì bây giờ thì gọi năng sản lượng lúa trên mẫu thì cũng gọi là có nghĩa là năng suất. Thì năng suất thì nó sẽ tính nhiều nhiều cách, chẳng hạn như là người ta tính là sản lượng trên một mẫu hoặc là sản lượng trên công thì cũng gọi là năng suất. Không, trước khi là em gọi năng suất thì em phải gọi cái đơn vị nữa kìa, gọi đơn vị chẳng hạn như năng suất là tôi tính là tấn trên một mẫu hoặc là tôi tính trên là dạ trên công. Thì thường ở quê người ta sẽ tính năng suất lúa bằng cái đơn vị là dạ trên công á, một công là 1.000 m² đó, người ta tính coi một công là có bao nhiêu sẽ được bao nhiêu dạ. Thường ở quê mình đó là khi mà cái mùa nắng đó, mùa mùa đông xuân đó em, là lúa thì thấy là nó khoảng 40 dạ công, 40 dạ. Mà một dạ chưa là mấy ông tính là khoảng 22 kg, 22 kg em có thể quy ra tán trên mẫu cũng được. Một mẫu ở đây đó thì có nghĩa là nó là 10.000 m², tức là 1 hectare đó, là mẫu chuẩn của nó đó là 10.000 m², đúng không? Tức là được 10 công á, một mẫu là 10 công. Thì ở đây đó là mình đảo là cái bài toán của mình là đây là người ta thấy năng suất lúa trung bình là 2,5 tấn trên mẫu. Cái năng suất lúa là cái này là mình lấy ước định để làm cái mình lấy ước định để làm cái ví dụ thôi, chứ thật ra là cái năng suất lúa của miền Nam mình là nó cao hơn cái này nhiều đấy. Bây giờ mình ước lượng cái năng suất lúa trung bình ha, lượng năng suất lúa trung bình ở đây thì gọi ít là biến ngẫu nhiên chỉ sản lượng lúa của một mẫu hay gọi là năng suất lúa đó. Thì bây giờ mình sẽ cần ước lượng sản lượng lúa trung bình trên mẫu, tức là năng suất lúa trung bình. Nhưng mà cái ước lượng này là ước lượng khoảng nha kia, ước lượng khoảng đó, ước lượng khoảng tức là mình sẽ tìm cái ít ngang trừ e, ít ngang cộng e nha. Tức là mình sẽ tìm cái ít ngang trừ e đến cái ít ngang cộng e, và cái e này là mình sẽ tính theo cái công thức thứ hai này. Công thức này gọi là cái công thức và phân phối chuẩn, công thức này gọi là công thức phân phối chuẩn chưa biết sigma nha các em. Nhớ cho thầy đây là công thức phân phối chuẩn chưa biết sigma này. Đấy. Như vậy thì ở đây mình phải cần tìm cái t này ra trước này. Đấy. Bây giờ em coi cái t này. Đấy. Thì bây giờ mình có cái độ tin cậy nó là nó cho 0,9, 90% là 0,9 nha các em. Đấy. Thì cái có nghĩa là alpha của mình ra nhiêu? Alpha của mình ra nhiêu? Là 0,1, đúng chưa? 1 trừ cho 0,1 mới ra 0,9 đúng không? Vậy alpha là 0,1. Mà alpha chia 2 là 0,005. Đúng không? 0,05. Đấy, kích thước mẫu của mình là bằng 10. N bằng 10, vậy thì N trừ 1 là 9. Vậy thì cái giá trị tới hạn ở đây mình sẽ tra ở 9 bậc tự do với là alpha chia 2 là 0,025. Thấy không? Đấy, bây giờ mình coi là cái bảng này. 9 bậc tự do là cái dòng này 0,05, 0,05 thấy không, alpha chia 2 là 0,05 là chỗ này. Vậy là cái số mình cần tra nó sẽ có giá trị là 1,8331 đúng chưa, 1,8331 đây, 1,8331. Như vậy thì cái sai số ước lượng của mình là cái gì? Sai số ước lượng của mình lấy máy tính bấm lại coi, sai số ước lượng này 1,8331 và nhân cho cái độ lệch chuẩn mẫu lúc nãy là 1,08 và chia cho căn 10, chia cho căn 10. Thì nó ra là 0,6261. 0,6261. Đúng chưa? 0,6261, và sau đó mình sẽ lấy cái ít ngang lúc nãy của mình là 2,5 đúng không? 2,5 thì em trừ vô cái này thì sẽ được là 1,8739 nè. Rồi nếu mà mình sửa chỗ này thành dấu cộng thì nó ra cái gì? Sửa thành dấu cộng thì lúc này nó ra là 3,1261.
Vậy thì mình kết luận là khoảng tin cậy 90% cho năng suất trung bình của giống lúa mới là từ 1,8739 đến 3,1261 tấn trên mẫu. Năng suất là tấn trên mẫu đúng không? Đấy.